Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là nuôi dạy con ở lứa tuổi teen là điều không hề dễ dàng. Cho dù là bạn làm tốt vai trò của người cha người mẹ trong vấn đề giáo dục con ở lứa tuổi này, thậm chí là có mối quan hệ khá tốt với con ngay từ lúc còn tấm bé, thì không thể tránh được việc vấp phải những khó khăn trong quá trình dạy dỗ con ở lứa tuổi teen. Có thể nói rằng nổi loạn là một biểu hiện tâm lý cơ bản của trẻ ở lứa tuổi teen, và để có một cái kịch bản hoàn hảo trong vấn đề dạy dỗ con ở lứa tuổi này thì đòi hỏi cha mẹ cần phải có sự tìm hiểu để mà có một cái phương pháp hiệu quả phù hợp trên mọi lĩnh vực và khía cạnh để có thể dạy dỗ tốt cho con của mình. Đa số cha mẹ gặp nhiều khó khăn khi các cô bé cậu bé đáng yêu ngày nào giờ trở nên khó hiểu, vì con phải trải qua quá trình thay đổi nội tiết tố nên tâm trạng của con đôi khi khá thất thường. Cha mẹ phải nhắc đi nhắc lại các việc nhỏ như làm bài tập, dọn dẹp phòng và giúp việc nhà. Đôi khi tâm trí con cứ lơ bơ hoặc tỏ ra xa cách cha mẹ. Đó là những hành vi bình thường của con lứa tuổi teen, nhưng đối với người lớn lại là bất thường, thật khó để phân biệt giữa hành vi bình thường ở lứa tuổi này và hành vi liên quan đến các bệnh về tâm lý. Để tìm hiểu hơn, rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với chương trình Kiến thức cuộc sống hôm nay, cùng gặp gỡ với cô Văn Phương Trang, trường chuyên Lê Thánh Tông, thành phố Hội An, để nghe cô trao đổi chia sẻ thêm về những kinh nghiệm trong vấn đề dạy dỗ trẻ ở lứa tuổi teen. Xin chào Ngọc Trang, mình cũng rất vui khi được có những cái chia sẻ của mình trong chương trình Kiến thức ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn cô đã nhận lời tham gia cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để trước khi mà đi sâu hơn về câu chuyện ở lứa tuổi teen, thì cô có thể chia sẻ cho chương trình về một cái trường hợp đặc biệt nào đó liên quan đến những cái biểu hiện nổi loạn ở lứa tuổi teen mà cô đã từng gặp trong quá trình công tác của mình được không ạ? Mình nghĩ rằng là cái vấn đề nổi loạn tâm lý của tuổi học trò thì đó là một cái biểu hiện tâm lý bình thường. Cho nên mình nghĩ rằng là bất kỳ một cái giáo viên nào khi mà đứng lớp ở trường trung học á, thì cũng sẽ gặp những cái trường hợp đó. Cho nên là bây giờ mà nếu như nói cái trường hợp đặc biệt thì nó có thể là nó cũng không có chính xác được, bởi vì là cái biểu hiện chung của những học sinh khi mà ở cái độ tuổi nổi loạn này là thường là các em luôn có cái ý thức là chống đối lại. Em sẽ chống đối lại những cái lề lối, những cái khuôn phép vốn có, và em muốn khẳng định cái tôi của mình. Và mình nghĩ rằng là ai trong chúng ta, kể cả bản thân tôi và có thể là Ngọc Trang, chúng ta cũng đã từng trải qua một cái giai đoạn ở tuổi trưởng thành, và chúng ta cũng sẽ có những cái giây phút hoặc là những cái khoảnh khắc hoặc là cả một cái giai đoạn chúng ta sẽ nổi loạn như thế. Vâng, vậy thì từ những cái kinh nghiệm thực tế cho thấy thì cô có thể chia sẻ về những cái kỷ niệm mà cô từng trải qua trong cái quãng đời tuổi teen của mình được hay không ạ? Mình nghĩ rằng là cái sự nổi loạn tâm lý này là một biểu hiện tâm lý hết sức bình thường. Tuy nhiên nó lại phụ thuộc vào khá nhiều cái từng hoàn cảnh của học sinh. Tức là sẽ có những cái biểu hiện tâm lý này mình nghĩ là nó sẽ chia ra làm hai cái hướng. Thứ nhất là có thể là có những cái nổi loạn tiêu cực. Thế thì cái nổi loạn tiêu cực mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong một cái hoàn cảnh nhất định. Còn ví dụ bản thân mình thì sẽ có sự nổi loạn, nhưng mà nó không phải là một cái gì nó tiêu cực lắm, nhưng mà mình nghĩ là nhớ lại là cái giai đoạn đó, hoặc là ví dụ bây giờ mình đã là mẹ và con mình cũng đang ở độ tuổi dậy thì mình thấy rằng là cái biểu hiện rõ nhất của cái sự nổi loạn này đó là luôn có ý thức chống đối. Ví dụ như là ngày xưa ba mẹ nói gì mình cũng thấy ba mẹ đúng cả, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó mình thấy là cái ý thức của mình mới là đúng, cái quan điểm của mình mới đúng, và mình muốn khẳng định cái tôi của mình, và mình muốn là chống lại những cái điều ba mẹ nói, mà mình cảm thấy là những điều ba mẹ nói bây giờ nó trở thành là áp đặt đối với bản thân mình. Ở cái giai đoạn này nó có một cái điều là các em rất là nhạy cảm, các em rất là khủng hoảng về mặt tâm lý, cho nên là nếu như mà bố mẹ và thầy cô không định hướng đúng á thì có thể là các em sẽ sao nhãng việc học hành. Ví dụ như là các em sẽ quan tâm đến bạn bè này, các em sẽ quan tâm đến những cái người xung quanh nghĩ như thế nào về mình, và thậm chí là các em gái thì các em cực kỳ nhạy cảm. Các em cảm thấy rằng là nếu chỉ có một cái vấn đề gì đó thôi thì em cảm thấy giống như là mình bị tổn thương á, và thậm chí là ở cái tuổi này thì mình thấy là các em bắt đầu đã quan tâm đến những người bạn khác giới, và có thể là do sự phát triển tâm sinh lý cho nên là cảm xúc yêu đương á nó cũng bắt đầu xuất hiện ở các em. Cho nên là mình nghĩ rằng là cái biểu hiện của cái sự nổi loạn này nó cũng sẽ có tính hai mặt, có thể là có những biểu hiện nó sẽ tích cực, nhưng cũng nếu như mà ở một cái góc nhìn nào đó nó cũng sẽ tiềm tàng những cái nguy cơ.
Vậy thì những ở cái giai đoạn này rất cần cái sự quan tâm và chia sẻ của thầy cô cũng như gia đình, đúng không cô? À đúng rồi, mình nghĩ rằng là thầy cô và gia đình sẽ là một cái chỗ dựa để cho giúp cho các em phát triển như thế nào mà cái sự nổi loạn đó nó hướng đến cái sự tích cực. Dạ vâng. Thưa cô, thông thường thì cha mẹ mong muốn các con là phải thay đổi hành vi của mình để phù hợp với suy nghĩ của bố mẹ, nhưng lại bỏ quên đi mất một điều rằng là đôi khi bố mẹ cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình để phù hợp với hành vi của các con. Cô có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Thế thì thực ra bản thân mình cũng là một người mẹ, tức là bên cạnh là một cô giáo thì mình cũng là một người mẹ. Và con của mình thì cũng đang ở trong cái độ tuổi trưởng thành như thế này. Và mình đang nghĩ về cái cách mà chúng ta giáo dục con cái như thế nào trong giai đoạn cái tuổi dậy thì như thế này. Thế thì tôi cảm thấy rằng là bố mẹ người Việt của chúng ta là luôn có một cái suy nghĩ, cái quan niệm truyền thống mà ngày xưa tôi cũng đã từng là trong một cái giai đoạn cảm thấy rất là ức chế, tức là bố mẹ luôn luôn đúng, tức là quan niệm của bố mẹ người Việt chúng ta là có phần hơi áp đặt đối với con cái, tức là bố mẹ là đúng và con cái là sai. Và chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta làm thế nào để chúng ta dung hòa, bởi vì các con đang ở trong cái giai đoạn trưởng thành mà, và cái sự áp đặt của bố mẹ nếu như ở cái giai đoạn này tôi nghĩ là nó sẽ không thể nào mà theo định hướng chúng ta được, nó sẽ phản tác dụng. Nhưng chung quy lại là chúng ta đều biết rằng là những cái điều đó là bố mẹ đều muốn những cái điều tốt nhất cho mình, đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì mình nghĩ như này là thực ra là về mặt cái bản năng tâm lý thì bố mẹ nào cũng yêu thương con. Yeah. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng là hiện nay có hai cái cách yêu thương con. Cái cách thứ nhất tức là cách truyền thống, tức là cách bố mẹ chúng ta một thời là từng yêu thương chúng ta, tức là bố mẹ quá sức bạo bọc, bố mẹ cảm giác là chúng ta lúc nào cũng còn nhỏ, cho nên là bố mẹ sẽ uốn nắn chúng ta theo cách của bố mẹ. Và với cái cách này thì trong giai đoạn phát triển tâm lý như thế này là không phù hợp, bởi vì các em đang muốn khẳng định mình mà bố mẹ thì lại muốn là bảo bọc các em. Đó là cái thứ nhất. Đồng thời là nó cũng hạn chế cái sự tư duy như phát triển của các em. Đúng rồi, tôi nghĩ là như thế. Còn cách thứ hai là tôi nghĩ là chúng ta nên cởi mở hơn trong cách giáo dục con cái. Và tôi nghĩ là bản thân tôi cũng đang định hướng đến cái vấn đề đó, tức là chúng ta quan tâm con ở một cái mức độ vừa phải, tức là chúng ta phải để con ra, tức là cho con một khoảng cách xa, và khi đó thì chúng ta hãy đối xử một cách bình đẳng với con, chúng ta công bằng với con, và chúng ta phải tôn trọng con cái. Thưa cô, thì bố mẹ cần làm gì để có thể chia sẻ và hiểu con nhiều hơn ạ? Tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mà có lẽ là ai làm bố làm mẹ cũng cần quan tâm, và có rất nhiều người làm bố làm mẹ cũng đang rất là bế tắc trong cái vấn đề này. Đôi khi là bố mẹ quên rằng mình cũng đã từng là ở giai đoạn với các con, tức là nếu chúng ta hiểu rằng là chúng ta đã từng như thế thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng. Cho nên là để mà có thể đi sâu vào tâm hồn của các con á, để hiểu được các con muốn gì và hiểu là vì sao các con nổi loạn như vậy, thì trước hết chúng ta phải tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của các con. Và tôi nghĩ rằng có một cái cách mà nó rất là đơn giản để hiểu con nhất, và làm thế nào để cho các con xem mình là một cái người bạn á, thì trước hết chúng ta phải làm bạn với con. Cho nên là thường là các em ở trong cái giai đoạn này là các em sẽ thu mình lại. Cho nên ví dụ như là có bạn tâm sự là em về nhà là em sẽ vào phòng và em đóng cửa lại, tức là em không muốn tâm sự cái điều gì đối với bố mẹ cả. Cho nên chúng ta phải làm như thế nào mà phải thực sự là một người bạn, tức là chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải lắng nghe, và nghe cả những điều không đúng chúng ta cũng phải bình tĩnh. Bởi vì là muốn làm bạn thì chúng ta phải lắng nghe, khi lắng nghe thì chúng ta mới có thể thấu hiểu. Và ví dụ như bản thân tôi không chỉ là làm bạn với con mình, mà thậm chí là tôi còn làm bạn với tất cả những người bạn con mình. Vậy thì đó chính là cái cách mà tôi có thể hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh con mình, mà ngay cả khi là tôi không phải là không nhất thiết là phải ở bên con 100%. Đó là cái khoảng cách ngắn nhất là để chạm tới tâm hồn của các em, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và vậy thì theo cô thì đối với những bậc phụ huynh trong các gia đình Việt thì cái thiếu nhất trong cách giáo dục các em ở lứa tuổi này là gì ạ? Tôi nghĩ rằng là cái điều mà bố mẹ người Việt của chúng ta là hay mắc phải, đó chính là chúng ta quá áp đặt với con cái. Chúng ta chưa có một cái thái độ là công cách đối xử là bình đẳng. Chúng ta cứ nghĩ là con là nhỏ, còn chúng ta là lớn và chúng ta chỉ mới là đúng. Cho nên tôi nghĩ là cái điều mà thứ nhất đó chính là chúng ta chưa tôn trọng con cái. Và bản thân con cái cũng cảm giác là bố mẹ chẳng tôn trọng gì mình cả. Cho nên cái này, điều này là tôi nghĩ là cái điều mà chúng ta đôi khi chúng ta phải suy nghĩ và phải bàn thêm. Vâng, thưa cô, thì có thể nói yêu đương là một trong những cái trạng thái tâm lý thường gặp ở lứa tuổi dậy thì.
Và tuy là không phải là một cái điều xấu, nhưng mà đôi khi thì cái vấn đề này nó cũng ảnh hưởng trực tiếp và cũng như nhiều mặt của các em trong cuộc sống cũng như là việc học hành. Vậy thì cô có thể cho một cái lời khuyên như thế nào đối với các bậc phụ huynh trong cái cách ứng xử với con khi mà gặp phải cái trường hợp này? Thế thì rõ ràng là tôi cũng như là những đồng nghiệp khác á, thì đã gặp rất nhiều những cái tình huống như thế này. Và tôi không biết là những mọi người sẽ cư xử như thế nào. Và nhưng mà bản thân tôi á, thì ngay từ đầu tôi đã luôn cho các em thấy rằng là yêu đương ở tuổi học trò là không phải là một cái gì đó nó xấu cả. Bởi vì đó chỉ là một cái sự phát triển tâm lý bình thường. Và thực ra chúng ta gọi là yêu đương nhưng mà cũng không phải đâu. Chẳng qua là cái cảm giác, các cảm tình đối với người bạn bạn khác giới của mình. Và đối với các em thì đó cũng là một cái điều gì đó rất là lớn lao. Cho nên là tôi luôn thể hiện cho học trò tôi thấy rằng là cô rất là cởi mở trong quan điểm đó. Và cô cũng chấp nhận, bởi vì đó là sự phát triển tâm lý mà. Và tôi nghĩ rằng là nếu như là ba là mẹ trong cái trường hợp này thì chúng ta phải chấp nhận đó là một cái biểu hiện tâm lý bình thường. Và chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cũng đã từng trải qua trong một giai đoạn như thế. Cho nên là khi chúng ta cởi mở về quan điểm đó thì con cái hoặc là học sinh, đối với giáo viên thì là học sinh, sẽ cởi mở với chúng ta. Bởi vì chúng ta cởi mở thì nó mới dám nói chứ. Còn không thì các em sẽ nghĩ rằng là một cái gì đó nó rất khủng khiếp và mình phải che giấu. Thế thì khi mà các em mở lòng rồi á, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu định hướng. Chúng ta định hướng như nào, chúng ta không cấm đoán. Bởi vì chúng ta không thể cấm đoán được trong trường hợp này. Mà chúng ta sẽ cho các con hiểu rằng là cái cảm xúc đó nên định hướng như thế nào, làm như thế nào để có những cái tình cảm trong sáng nhất, đẹp nhất ở tuổi học trò. Và chúng ta làm như thế nào để là phải có sự phân biệt giữa cái việc là cái cảm xúc cá nhân và việc học. Tức là cái quan trọng nhất lúc bây giờ, tức là chúng ta cho các em cảm thấy rằng đó là một việc bình thường. Và đôi khi là, nhiều khi là những cái cảm xúc, tình cảm riêng tư đó, nó lại là một cái động lực cho các em học tập. Đấy, như vậy đó là cái điều quan trọng. Chứ chúng ta không bao giờ cấm đoán, mà chúng ta cũng đừng có hốt hoảng làm gì cả. Chúng ta phải cởi mở về quan điểm đó. Vậy thì qua những cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì cô có thêm cái lời khuyên gì đối với các em học sinh ở lứa tuổi teen, một cái lứa tuổi rất là đẹp và cũng rất là ấm ương đúng không ạ? Mình nghĩ rằng là cái sự nổi loạn tâm lý là một cái biểu hiện tâm lý hết sức bình thường. Và học sinh nào cũng sẽ trải qua những cảm xúc đó. Tất nhiên là các em muốn khẳng định mình, bởi vì là các em cũng đã bắt đầu là người lớn. Tuy nhiên, nếu như có một lời khuyên cho các bạn học sinh thì tôi nghĩ rằng là chúng ta là chính mình, nhưng chúng ta cũng phải nên lắng nghe lời của bố mẹ thầy cô. Bởi vì là dù thế nào chăng nữa thì bố mẹ thầy cô cũng sẽ là người mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho các em. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức là thực tế và bổ ích của cô trong vấn đề mà giúp cho các em trưởng thành về mặt tâm lý ở lứa tuổi teen ạ. Cảm ơn Ngọc Trang, Ngọc An chương trình. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, nuôi con là một hành trình thú vị nhưng cũng đầy khó khăn mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng phải trải qua, đặc biệt là trẻ ở tuổi vị thành niên. Thì vấn đề nuôi con thì hết sức là khó khăn, bởi vì đây là độ tuổi mà các em trải qua những biến động về mặt tâm sinh lý rất là nhạy cảm. Vậy thì bố mẹ cần phải có một phương pháp giáo dục như thế nào, đặc biệt là cần phải có sự chia sẻ và làm bạn với con để có thể có một sự thấu hiểu cũng như là tìm cách giáo dục con tốt hơn. Nếu như các bạn lúng túng cũng như dè dặt trong vấn đề nuôi dạy con, định hướng trong các mối quan hệ giữa con với bạn, và thậm chí là các bạn cảm thấy rằng là mối quan hệ giữa con với cha mẹ không được tốt, thì quý vị có thể tìm lời tư vấn từ các chuyên gia tâm lý, và thậm chí là quý vị có thể là tìm hiểu thông qua chương trình Kiến thức cuộc sống hôm nay để có những bài học bổ ích cho chính bản thân của mình. Và đến đây thì Ngọc Trang xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn trong chương trình Kiến thức cuộc sống hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình số tiếp theo ạ.